kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 tăng 51 đô la Mỹ trên tấn, ở mức 2.386 USD trên tấn. Giao tháng 3 tăng 33 USD trên tấn, ở mức 2.298 USD trên tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 tăng 6,6 sen trên pound ở mức 244,05 sen trên pao. Giao tháng 3 tăng 6,75 cent trên pao ở mức 243,35 sen trên pao. Lực mua bị kìm hãm khá nhiều khi nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn đang bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của biến thể Omicron. Bên cạnh đó, đồng real ngày càng mất giá khiến nông dân Brazil đẩy mạnh bán hàng và tìm cách hưởng lợi từ sự gia tăng của đồng đô la Mỹ. GIA cà phê hai sàn cùng tăng khi vẫn còn cấu trúc giá đảo hỗ trợ. Bên cạnh mối lo nguồn cung bị thắt chặt vì các vấn đề về logistics chưa thể giải quyết trong ngắn hạn và tác động của báo cáo thương mại tháng 10 của tổ chức cà phê quốc tế ICO. Trong khi đó nguồn cung vụ mới ở Việt Nam tiếp tục bị chậm lại do mưa lũ cuối tháng 11 tháng 2021 và tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Một nghịch lý đang diễn ra là lượng người hái cà phê ít hơn người đi thuê tình trạng khan hiếm nhân công kéo dài, không thu hoạch kịp, cà phê sẽ bị rụng, dẫn đến mất năng suất, chất lượng. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho người dân từ các địa bàn khác đến thu hoạch, nhưng xem ra rất khó vào lúc này. Thời gian này, trên địa bàn Tây Nguyên, người dân nói nhiều về chuyện khan hiếm nhân công. Lo mưa xuống sớm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cà phê. Vô cà phê năm nay được mùa, được giá. Nhưng niềm vui không chọn vì cà phê đang rộ chín mà không có người thu hái do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh thành như sau. Giá cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh là 46.300 đồng trên kg. Giá cà phê trong nước hôm nay trong khoảng 41.400 đến 42.300 đồng trên kg tùy khu vực. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.400 đồng trên kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay ở mức 42.300 đồng trên kg. Tại huyện E A Hờ Leo, Buôn Hồ, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.200 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.200 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 42.100 đồng trên kg ở Đắc Sơ Lấp Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.100 đồng trên kg ở Chư Tờ Dông, còn ở Pleiku và Ia Gai cùng giá 42.200 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 42.100 đồng trên kg. Giá cà phê tươi ở mức 8.000 đến 9.200 đồng trên kg. Mời các bạn.